Xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt có hai cây gác chân máy của Rim Thái anh em, rất là đẹp. Hai cây này cực kỳ ok luôn. Thì giá bán nhanh cho anh em là 45.000 một cây nha. Cái này thì nó có kèm lò xo với lại chống nghiêng, nhưng mà chống nghiêng của nó thì chắc chống nghiêng hàng thay mới rồi nè, chứ không phải hàng theo xe. Gác chân thì gác chân theo xe nha. Hai cây này hình thức là sơn rất là đẹp. Đó, bán cho anh em giá 400.000 một cây nha. Tại vì bữa giờ mà anh em hỏi mình một cái chống gác chân máy cũng nhiều, tại vì bữa giờ mình bán theo cái combo anh em, khi mà rã xe mình hay bán theo combo chống gác chân máy, chống nghiêng rồi chống đứng, cần số cần thắng đó, thì anh em mua nhanh lắm, cho nên là không có gác chân máy để mà bán lẻ cho anh em như thế này. Thì hôm nay về được hai cây rất là đẹp luôn này, thấy không, hai cây cực kỳ là keng luôn đó, chuẩn hàng zin cho anh em nha. Thì anh em là chúng ta cần nhu cầu mua thì anh em cứ liên hệ mình. Hai cây này lò xo nó vàng khè hết nha, lò xo đẹp hết nha anh em nha. Thì mức giá 45.000 một cây cũng rất là dễ để tiếp cận nha anh em nha, không có gì mà gọi là mắc đó. Thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ mình. Cái này cao su zin nha anh em nha, cao su, cây này cao su zin, cây này cao su này hơi cứng rồi, chắc là hơi lâu rồi. Nói chung bán cho anh em 45.000 thì nó quá ok, bao cho anh em thẳng ngay nha. Đây, thẳng tắp rồi. Đó, thẳng, không phải lo về vấn đề nó bị cong mẹ như này nha. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha, có hai cây hình thức là hàng đẹp tuyển, bao lên xe cho anh em nha. Anh em nào cần liên hệ với Đạt, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.